ngắm nghía dữ vậy đó. Anh ngắm nghía, anh ngắm bên đây nè cả nhà, với bên đây cho nó đều đẹp. Hai cái bông cả nhà, kinh bông ra ngoài đi, kinh ngoài trước nè, kinh ngoài này hả? Kinh nhẹ nhẹ, kinh sao làm cái gập cái gập xong rồi. Giờ tháo cái giữ cái mừng nó mới rồi mà xanh nó dán dán lên nè. Mình cái này nó yếu lắm, mình phải làm nhẹ nhẹ mà nó gãy luôn. Em mua cái nó có cái mã của nó là 696 thì em mua gì đó. Chào nhà, chào cả nhà nha, chào mừng cả nhà đến với kênh của hai chồng em cả nhà. Tính đầu nói là chào mừng cả nhà đến với tên kênh Kênh Đi Chèo Mỏ Nhọn nha. Đâu có Kênh Đi Chèo 69 với mỏ nhọn nhọn nhỏ lớn. Mỏ nhọn mỏ hô, đúng là anh mẹ sao lên ra là bao nhiêu cái đẹp là dành cho anh không. Mỏ nhọn là bao luôn, mỏ hô là bao luôn, cũng đẹp trai luôn, thêm mắt sâu nữa gây luôn. Chơi bữa nay tết nhất cả nhà, giờ mua mấy đồ về trang trí nhà cửa nó. Chúc mừng năm mới rồi, thấy cái này là thấy tết bông mai rồi cả nhà, như ý rồi ha. Chứ mua bông hoa rồi nè, tặng nhà dán cho miếng ngoài sau, với em mua mấy cái đèn chớp chớp nữa. Bữa nay là gắn lên hết luôn đây, bông cúc nè, em quay lại cho nhà xem nha. Hai cái bông cả nhà, kinh ra ngoài đi, kinh ngoài trước nè, kinh ngoài này hả? Kinh nhẹ nhẹ, kinh sao làm cái gập cái gập xong không để đi cho nó có không khí tết đây. Cúc nô muốn hỏi mua cái bông giấy gì nó tàn bốn trăm ngàn quá, quá tội. Nó màu quá làm như cái này cái bông nhãn thọ của chú Út cho nè, với cây xương rồng nè, hai cái bông cúc này sắp xếp lại sao. Bên này chú Út cho cũng cho cây bông nhãn thọ với cây xương rồng, cái ớt này quá, cây xương rồng mày đẹp lên này. Chú Út tặng cho cặp xương rồng, cặp nhãn thọ. Cây ớt này bữa nay trái cũng xum xê nè, sao cái cây ớt là nó không có bị rụi hay là nó bị tàn, còn cái cây này sao mà nó nhanh tàn quá cả nhà, không biết lý do tại sao cả nhà. Hay là dưới ghe là người ta có phong thuốc, người ta để hàng ngày á anh, người ta có xịt xịt cái thuốc tăng trưởng gì đó để cho cái cây nó tươi tươi hoài á, còn mình về mình để đạm chỉ có tưới nước không à. Giờ cái nhà cũng tháo bằng sofa rồi đi, cái sofa rồi em tháo ra hết cả tháo nhà. Dạ. Lau chùi quét dọn rồi hết, mua cây bông để mua cây bông à, cũng mua bình bông cả nhà, còn bình bông kia mình để trên kia. Giờ anh lấy đi à. Yeah. Bây giờ anh dán cái này trước đi. Những dán cái nào rồi. Mà giờ lúc nãy mình còn chưa làm cả nhà, như mấy cây cột này nè cả nhà. Mấy cây cột này là kiểu như em sơn biết hộp này cũng có mấy tháng rồi đó. Cái lúc mà sình á, trời nắng nó văng lên nè, nó dơ nè. Một tí nữa em sẽ sơn cái này luôn. Rồi ở trong cái toilet á, ở bề trong á dán gặp lại, nhưng mà ở trên tường thì chưa có sơn á nhà. Một tí nữa em nhờ anh tẹo sơn luôn. Em cũng có mua thùng nước sơn mà anh tẹo sơn luôn. Cho nó mới hết luôn nha anh. Như gắn đường ống nước này kia đang ra tưới với mấy cái cây rồi nó, để cây mai rồi chết á. Để kéo nó. Giờ nào tới đâu ngoài tới đó nha. Giờ gỡ ra coi nó như thế nào rồi mình định hình được hình dáng. Cái này thì cũng bình thường đó nha. Mua lá cờ. Lá cờ tổ quốc. Tổ quốc để treo năm mới trước nhà mình. Tết là phải có cái lá cờ. À, em mua những cái loại mà nó có màu đỏ đỏ đó cả nhà, nhưng mà ở chợ này á, chợ huyện này á không có, lộn chợ xã chứ đó, thấy không. Chúc mừng năm mới, thấy tết liền không, cái này không có chữ 2024 nha anh, an khang thịnh vượng, xanh không có cái sao, cái này không có 2024 cả nhà, chứ hai cây mai vàng. Giờ để em định hình vậy, chắc dán trên đây là trên đây nè, đó ở trên cái đầu mà tivi á, chỗ nó trống á. À, đây nguyên có một bịch bông mai nữa nè, dán cho nó không khí tết cả nhà. Giờ dán cái cây mai trước cả nhà, cái mai cái màu vàng với dưới nó màu đỏ, cái lên hình cái nó sáng, nhìn cái mặt anh màu đen với màu không tối thui luôn. Dán keo hai mặt của cái miếng này nữa cả nhà, anh ngắm nghía dữ vậy đó. Anh ngắm nghía, anh ngắm bên đây nè cả nhà, với bên đây cho nó đều đẹp đẹp. Năm mới còn năm mà đúng rồi, với lại năm đầu tiên nữa anh nè, năm đầu tiên mình có nhà nữa, đúng rồi.
giờ đang dán ở trển với sàn sơn nè. Giờ đói bụng quá kêu vợ ra bắt cá lên mà. Làm cơm ha, làm cơm ăn đi. Có cà phê đó văng lưới đó, rộng rồi. Giờ có gì ăn đó đi, chứ giờ nó làm công chuyện rồi. Sáng giờ lu bu quá. Nên có đi chợ búa hay là gì mà cá đầu tôi nó cũng đi mất tiêu hết trơn cả nhà. Giờ mua làm món gì? Anh thích ăn món gì? À, cá kho lạc. Kho lạc ha. Ờ. Món một hả? Với chiên súp cà đi. Trời ơi trời. Dạ. Yeah. Mấy con cá nữa nè. Mấy cho nó đỡ vô. Bắt mấy con lên nào. Đủ ăn. Có gì đựng đó đi. Cái nhà cả nhà đừng nói gì sao. Trời ơi, vợ chồng này có cà phê nó ăn hoài. Kệ đi. Có cà phê ăn mai à. Có cà phê ăn mừng. Cũng mới bự không? Mấy con bự. Con bự á mình chơi súp cà. Đúng con rồi. Nhỏ mình con nhỏ mình kho. Mấy con nó khờ khờ nè anh. Mình gõng nó đi khờ nè. Rồi đây em ăn đồ ăn nha anh, rảnh anh dán thế. Rồi, anh đi đi. Làm công việc của anh mới được. Chia ra đây đứa làm việc đó. Giờ tháo cái giữ chú mừng nó mới rồi mà xanh nó dán dán lên nè mình cái này nó yếu lắm mình phải làm nhẹ nhẹ mà nó gãy luôn dán mỏng dánh yếu xìu cái miếng này yếu xìu rồi giờ tháo ra rồi dán lên trên giờ anh Theo dán được 2-4 chữ chúc mừng năm mới cả nhà. Cả nhà coi vô bình luận coi thử anh Tèo qua tay anh Tèo như thế nào cả nhà. Còn tí nữa còn 4 chữ ăn hay thịnh dưỡng nữa. Dán cho đẹp nha, không đẹp là khỏi ăn cơm nha. Ok. Giờ chia ra đó đứa dán đứa làm cơm cả nha. Còn tí xây qua cái sân tường. Thấy em thấy cũng ổn đó nhưng mà không biết cả nhà thấy như sao cả nhà. Ổn à. Cả nhà vô bình luận coi cái này dán kiểu này ăn cơm cho ăn cơm được không hay là bỏ đói. Còn nữa. Nè cả nhà, ở trên trước thì anh Tèo dán cái kia em với em chuẩn bị cơm rồi cả nhà. Nên em quay sơ cả nhà xem nè, tại vì đứa làm có công việc hết này nên không có quay rõ. Đây anh Tèo đòi ăn cá kho lạc này, em ướp cá để sẵn rồi nè. Thì chừa mấy con này để chiên sút cà. Đó, cà để em muốn bằm xong rồi, giờ em chuyển sang em làm nước mắm. Giờ em bằm tỏi ớt ra để em làm nước mắm. Tới bên đây cả nhà. Gắn chữ an khang thịnh vượng bên đây. Ok không? Được, ổng áp. Ok không cả nhà, thân yêu. Có gì mới làm đầu tiên cả nhà cũng nghe khỏe cả nhà. Sợ em muốn cho anh ăn cơm, sợ cả nhà anh đây chê không cho anh ăn cơm cái gì mà anh hổ ok cả nhà thân yêu chứ gì. Anh nịnh chứ gì. Dán lên thấy cũng cái ổn áp rồi cả nhà. Nói chung là cái miếng này thì nó cũng không có cao sang gì nhưng mà nhìn dán lên thì thấy có không khí Tết liền. Thấy nhà nó sáng sủa nó đẹp ra liền cả nhà. Nó có bình bông hay mua bình bông sáng màu đỏ. Vàng đỏ rồi không đó. Chúng ta chơi cây mai, cây kiển, cái cây mấy trăm triệu của mình chơi cái mấy chục ngàn. Trời, anh nghĩ đi. Nghĩ mình có khả năng tới đó không mà anh đòi mấy trăm triệu, mấy chục ngàn còn chưa có tiền mua Tết, nữa. Tết ta chơi thứ giữ cây kiển, cây mai, ta làm nhà, ta còn thứ giữ không mà ta chơi cây mấy trăm triệu của mình. Còn nghe em chơi mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn. Hình như có 10 ngàn phải không anh? Yeah. Cái bịch bông nó hình như là có 10 ngàn à. Vậy được rồi. Rồi, em dán xong hết rồi nè. Nó chiều nay đi mua chữ 2024 thôi em. Tại sáng mua quên chữ đó. Quay qua cái cho khuôn mặt chủ nhà ta biết thôi, chờ cười. Ủa em chủ nhà anh là đồ ăn là gì? Anh là khách quan. Trời, khách quan hả? Vậy sao? Vậy anh là anh muốn làm khách quan muốn anh cứ ông chủ nhà gắt về ha. Vậy không? Không được, không được. Ờ, chủ nhà là nhận chủ nhà là chẳng khách quan muốn dẫn ông chủ nhà gắt về các chịu à. Nó, giờ đi ra sau để em pha sơn đừng em sơn. Ừ, ra sơn cái sơn toilet nữa. Toilet. Với hồi sơn mấy cái này nữa nè. Sơn mấy cái đầu bò anh trước nè. Tèo cui cái thùng sơn cả nhà. Cui sẵn. Quậy lên ha. Quậy lên cho nó ấy nó kèo cái này. Cái màu này giống như cái màu cũ không ta? Sao thấy màu nó xanh quá vậy? Lần em mua màu vậy em nói thì sao? cái màu em mua cái nó có cái mã. Cái mã của nó là 696 thì em mua gì đó. Ừ, cái đây. Ngồi quậy lên chắc ngồi quậy lên á. Ừ. Cái màu giống như cái màu tường này vậy nè cả nhà. Quậy lên hồi nó giống như màu tường này vậy nè. Nè nó kẹo ra nó màu phải không? Rồi cả nhà. Vậy chưa điều nó còn lắng á. Ừ. Chứ em mua giống như cái mã giống mà. Một cục cái này nè. Giờ anh Tèo quậy lên vô điều cái đục bỏ qua cái thùng này cả nhà. Dễ nhúng lên dễ xe. Rồi mới bỏ vô kia tại cái này là kêu bằng gì anh? Cái lăng hả? Nó bự á nên anh Tèo phải chuyển qua bên cái thùng này.
mới sơn được. Cái thùng này lần cũng sơn nhà nữa nha. Chỉ ngồi thùng này đổ nữa thôi, nữa thôi anh. Còn hồi nếu mà có thiếu thì mình đổ thêm, chứ để dư thì mình không, không có làm, không xài. Đúng không? Một thùng mấy trăm ngàn luôn á. Nhiều vậy? Một thùng này 350 ngàn đó. Trời ơi, sơn không bao nhiêu. Nè, chuẩn bị sẵn ở đây cái cọ cho anh. Biết sao không biết làm thế nào, thế nào. Nghề không đó. Bị sẵn hết trơn. Rồi vô. Đồ đạc đem ra để tùm lum cho cả nhà. Chưa có dọn nè. Ôi cái cây nó dài quá không anh? Dài quá trời. Gió thầy dài quá rồi. Đâu lắm. Tính phá nhà luôn vậy trời. Dài quá trời. Dài quá không được rồi. Kiếm cây ngắn này bẻ uổng lắm anh ơi, cái đó để mai mốt em phơi đồ đó. Rồi, để lấy cái cây khác cả nha. Anh thường hồ lằn dữ rồi. Ổn áp chưa? Ổn mà. Anh thợ hồ và cô chủ nhà tốt bụng. Trời ơi trời. Chừa cái khung nó lại là ngồi sơn màu trắng nha. Nó đẹp nha. Tôi đến anh chợ cũng sơn xong rồi nè cả nhà. Còn cái khung màu trắng, cái khung nó để ngồi tí nữa em sơn màu trắng lên. Cho anh đẹp sơn ngoài xong đi rồi sơn màu trắng lên. Mới sơn thì nó hơi xấu để nó khô lại. Rồi xong. Giờ đi sơn mấy cái đầu bò ăn trước. Giờ anh tèo ra đây cũng sơn mấy cái đầu bò. Mấy đầu bò để lâu ngày quá, mấy gà rồi nó nhảy rồi chứ. Trời mưa quá cái nhà nè, mấy cái chỗ này cũng dơ luôn đó nha. Nè, biết ai mà chơi bóc cái tay lên, giờ có mấy ngón tay dính dở dơ nè. Giờ sơn mấy cái này. Sơn hai đầu, bên đây đầu. Bên đây nó dơ nè. Lõm 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 nó đi, vàng ghế nó dơ nè cái nhà. Giờ mình sơn lại cho nó mới mới, cho nó sạch. Sơn cái đầu bò cũng xong, giờ ra đây lọ mọ gắn cái đường ống cả nha. Tưới cây. Tưới cây đó, đi đường, đi đường nó dài ở đây nè. Rồi tới đây nè. Nó tới đây. Tưới cây rồi, tới đây mùa mưa rồi đó anh. Cái để mình để ở đây nè. Cái mình cửa giò, để cái cạp ngay đây nè. Cái mình lấy cái quanh lên để rửa chân luôn. Rồi, xong hết rồi cả nhà. Bông hoa lá hẹ. Rồi, mời cả nhà đi vô trong nha. Bông này về bữa đó mình mua thêm mấy chậu bông hoa bông cúc nữa. Ngăn thọ. Đây, em dán nè, nó. Ok không nha. Bên này bức tranh, này này sửa lại hết mấy cái miếng dạ dán. Bên này cũng dán luôn. Bộ sofa này cũng mới gắn vô luôn cả nhà, cô em đem vô luôn. Giặt sạch sẽ. Sạch sẽ. Mấy vô niệm. Chào năm mới. Em khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Năm cũ bỏ qua bước năm mới là mang phát tài. Chúc cả nhà năm mới sức khỏe, vui giàu. Review sơ. Hôm sau à, coi sơn. Sơn. Sáng sủa lên liền, bắt đèn là sáng sủa lên liền. Sơn mua ổng để tường tường không. Xi măng vào sơn màu lên. Với em cũng gắn đường ống xong rồi. Hơn đường ống xong giờ đi tưới cây. Rồi đường ống cũng làm xong rồi nè cả nhà. Đó. Kéo đường ống rồi đây. Anh Tè xịt giờ đường ống dài rồi, xịt mấy bụi bê mì luôn. Rồi xong chưa, vô ăn cơm nè, đói bụng quá rồi. Xong chưa, vô ăn cơm em nấu cơm chín rồi nè, đói bụng dữ rồi. Rồi. Để tưới mấy cây xài, cây mận, cây mai. Cây mai nè cả nhà. Cây mai có bao nụ không anh? Cái nhà nó mà chắc không nở nổi rồi cả nhà, mới quá nó. Bởi vì tôi thấy cái người ốm sao mà trồng mấy cây mai nó cũng ốm y hệt chị cả nhà coi nè. Nhìn thấy mắt gầu cũng chết luôn. Rồi, tắt nước đi vô ăn cơm nè. Cá chiên súp gà. Cá kho lạc. Dưa cải, rau sống. Rồi, quá ok nha. Cái bụng quá giờ ăn cơm nha. Có bụng rồi cả nhà. Cũng lên đường cơm nữa nha. Công việc làm xong kể mình điện anh. Theo mình mà Tết nhất là năm đầu hai chồng cũng về quê có cái nhà lần đầu tiên đó nha, cũng sửa soạn. Tại nhiều khi cô bác á, ở trên thành phố làm á, về cũng về thăm á cả nhà. Kiểu như là mình mới về đây ở là lần đầu tiên nè.
năm đầu tiên thì cô bác cũng lại thăm, trước mắt là thăm mình, sau thăm nhà, rồi mình thăm lại cô bác. Em mời cả nhà dùng cơm với hai chồng em, ở nhà giờ đói dữ cả nhà, giờ này có là 1 giờ trưa đó, 1 giờ đó cả nhà. Khó. Đậu rồng, em chấm đậu rồng. Đói bụng ăn cơm ngon anh này, đói bụng ăn ngon. Nói vậy hả? Có gì bằng? Thế lại với bạn đi. Đậu rồng ha. Em quên lấy đậu rồng thương. Em miếng đậu rồng. Chấm đậu rồng ngon. Em mời cả nhà đây nha. Cá xích cá. Đậu rồng cũng kho lạc, cá kho lạc. Không, lâu dữ rồi mình không ăn cá súp gà nè, cá chiên súp gà. Chấm mắm nè. Mắm này nó mắm chua chứ nào. Em mà đã ăn cá chiên súp gà. Sầu cái chưa ăn ha. Em chiên giòn không? Giòn ha. Cá với gà với rau. Ở nhà. Cái rau. Ừ, ngon quá. Sà lách này nó có hai loại nè. Một loại nó giòn khấu, loại này là em mua giòn khấu, còn loại kia nó mềm. Loại này giòn. Mình có sải. Không có không? Vậy là xong. Vậy là hai chồng em xong buổi rồi đó cả nhà. Có cá bắt lên ăn là xong buổi nha. Bây giờ làm xong cũng khỏe. Sáng giờ hai chồng lục đục từ sáng giờ luôn nha, đi mua vậy, đi chợ mua rồi về làm. Nhờ có miếng cá mà. Sáng đi mình quên mua đồ ăn không trời. Em mua lo mua đậu mà không mua ăn nữa nè, vậy về luôn à. Ăn cá rộng mà bữa trước giờ này 1 giờ ăn cơm, 1 giờ cả nhà, hồi cũng phải tranh thủ nữa, tranh thủ chở Mỹ Trinh đi khám cái lỗ tai chút xíu nữa, hai chồng tranh thủ phải đi nữa cái lỗ tai Mỹ Trinh đó cả nhà. Móc anh Tèo móc, anh móc đâu 3-4 bữa gì đó là nó gáy nó nhiều á, móc xong cái chừng 3 bữa là có nữa mà bít lỗ tai luôn cả nhà. Nhưng mà bữa giờ Mỹ Trinh nó than, nó nói là cái lỗ tai của nó bị lùm ù ù tai, không nghe, nó ho hay là nó bị ợ gì cái bắt đầu lỗ tai nó bị điếng nghe nha. Nên hai chồng em cũng sợ, không biết là có bị gì không, nên ăn cơm xong tí là phải chở đi bác sĩ coi người ta khám thì người ta có đưa thuốc cho uống hay không. Chứ mà cứ bỏ qua mà giờ gần Tết rồi mà để tới qua Tết mà lại có vấn đề gì cái là cái lỗ tai nó bị điếc luôn, à xong luôn. Nên ăn cơm xong phải tranh thủ mà hai đứa chở Mỹ Trinh đi. Mà mới đầu tiên thì nó không có bị, không có vấn đề hết á. Mấy bữa trước là kêu móc, anh móc nó cũng 3 lần rồi phải không, nhưng mà nó không có thằng đau, nó thằng ngứa chứ để nó bị không nghe. Anh Tèo móc ra thì gáy nhiều lắm, nhiều chóng. Rồi lần này thì nó thằng đau nên là phải chở đi liền chứ để lâu cũng được lỗ tai mà. Mưa cơm đói quá hả? Cơm này đậu nó ngon quá. Không phải đầu tay đói bụng ăn ngon. Ngon, bình thường nó nấu ngon. Anh chọc em lấy cho em làm lo ăn ngon. Em là số 1 chứ không ai là số 2. Nếu mà có số 2 anh cũng bao giờ nói với em nè. Nói cho miệng đập. Ngon. Mặn nó cám. Mà bữa nay em cũng ăn ngon đó, đói á. Bụng làm gì mình mệt ăn ngon nha. Không quá ngon mấy chứ em mới chán dưa đói quá chạy rồi luôn nổi đi chứ anh nuôi mười mấy năm nay nổi em nổi gì nó gác đi. Chán quá cúp này đi. Không được 7 tuổi rồi. 80. 80 à? Là 80 rồi. 80.
Thôi vì giờ em cũng tới đây cả nhà, em tranh thủ em ăn hết nửa chén cơm này là đặng em chở Mỹ Trinh đi Cà Mau để khám lỗ tai cả nhà. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha cả nhà. Cả nhà nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho chồng em nha. Bye cả nhà nha. Bye cả nhà nha. Cả nhà nhớ cho em lượt đăng ký, lượt like, lượt bình luận, lượt chia sẻ. Chúc nhà sức khỏe nha. Năm mới sức khỏe dồi dào, hạnh khang thịnh vượng. Năm mới phát tài cả nhà. Bye cả nhà. Bye cả nhà.